Kịch Thành Cát Tư Hãn, tác giả Vũ Khắc Khoan, người đọc Trân Châu. Hồi thứ hai. Ngày hôm sau, trong lều Thành Cát Tư Hãn, đồ đạc vẫn nguyên như cũ, thanh kiếm của Cổ Dạ Trường vẫn đặt trên bàn. Màn mở lên, gian lều lặng lẽ âm u, bỗng hai người lính canh thấp thoáng ngoài cửa. Vài tia nắng buồn thiêu rớt lên ngai loáng màu vàng thép. Ông già Tây Hạ im lìm một góc, lẫn vào bóng chiều xuống dần. Một lát sau, tấm rèm cho bên phải lay động, tên Quân Hồng rõn ràng đi ra. Ông già, Quân Hầu, Sơn Ca, ông già: "Này chú, không biết đã sang giờ Dậu chưa? Đại hán đòi lão tới đây từ đầu giờ Thân, mà đến mãi bây giờ lão vẫn chưa được gặp." Tên Quân Hầu dừng lại nhìn ông già một lát, rồi lặng lẽ quay đi. Giữa lúc đó, bóng một người xuất hiện giữa cửa lều, đồng thời hai ngọn dao dựng lên chéo ngang chắn lối. Tiếng người lính canh: "Sơn Ca đợi lệnh." Tên Quân Hầu giống dạ: "Cho vào." Hai ngọn giáo mở lối, Sơn Ca bước vào. Đó là một chàng trai nhỏ tuổi, thân hình gầy guộc, bước đi lền khền như chú nai tơ, trán cao mà mốt như chưa nhiều ý nghĩ dị kỳ, mặt nhìn sâu thẳm vào cuộc đời, khóe mắt lúc uất ức, lúc chán chường, cũng lại có khi lóe lên sanh mảnh, miệng cố nhếch mép, tiếng cười tuy muốn hồn nhiên nhưng môi mím lại, nét cười hẻo hắt mỉa mai. Sơn Ca không đẹp nhưng không thường. Sơn Ca tiến vào giữa lều rồi. Sơn Ca chỉ chiếc ngai: "Đâu?" Tên Quân Hầu: "Đại hán truyền đợi." Sơn Ca: "Bây giờ là đâu vô giấu rồi?" Tên Quân Hầu chỉ ông già: "Ông già kia đến trước nhà ngươi mà còn phải đợi đấy." Đoạn tên Quân Hầu nghiêm chỉnh đi ra. Ông già: "Sơn Ca." Ông già: "Sơn Ca." Lúc bấy giờ Sơn Ca mới nhận ra ông già. Sơn Ca: "Ồ, lão trưởng." Ông già: "Lão cảm ơn nhà ngươi đã cứu lão bữa qua." Sơn Ca: "Thành Cát Tư Hãn không có đây à?" Ông già: "Lão cũng không biết, lão đợi đã từ đầu giờ Thân mà vẫn chưa được gặp mặt." Lẩm bẩm một mình, không biết tại sao lại gọi hai người cùng một lúc. Một lát: "Sơn Ca, nhà ngươi định thế nào bây giờ?" Sơn Ca: "Định gì thưa lão trưởng?" Ông già: "Nhà ngươi có biết tại sao nhà ngươi bị bắt không?" Sơn Ca: "Việc gì vậy lão trưởng?" Ông già: "Việc quan trọng, việc sống còn của cả dân tộc." Sơn Ca: "Hơ hơ hơ, ừ." Ông già: "Tại sao nhà ngươi lại cười?" Sơn Ca: "Xin lão trưởng thứ lỗi, giáng sinh vốn mắc cái tật hay cười, nhất là khi được nghe những danh từ quan trọng." Ông già: "Sơn Ca, giờ phút này nghiêm trọng." Sơn Ca: "Vậy xin lão trưởng nói ngay cho biết, giáng sinh đang nóng lòng chờ đợi." Ông già: "Nhà ngươi nên cảm tạ trời đất, nhà ngươi sắp được vinh dự hy sinh." Sơn Ca: Hy sinh là một danh từ quan trọng. Thưa lão trưởng, hy sinh là cái gì và cho cái gì?" Ông già: "Hy sinh cuộc sống ti tiểu của mình cho một cái gì cao siêu trường cũ." Sơn Ca: "Thưa lão trưởng, cuộc sống không những là ti tiểu, cuộc sống lại còn vô nghĩa nữa, nhất là cuộc sống của kẻ vậu sinh này. Ngân liệu còn có cái gì cao siêu vĩ đại và trường cũ ở cuộc đời này?" Ông già: "Lịch sử, quá khứ của cả một khối dân tộc." Sơn Ca: "Lịch sử lại một danh từ quan trọng. Thưa lão trưởng, theo thiện ý thì lịch sử là vật sở ngủ riêng của những người già. Còn kẻ hậu sinh này, tuổi chưa chớm 20 đã làm gì có quá khứ mà dám làm bàn đến chuyện lịch sử?" Ông già: "Lịch sử là của tất cả mọi người, ai cũng có quyền làm lịch sử. Lịch sử là của những bậc anh hùng." Sơn Ca: "Của những bậc danh nhân, của những nàng liệt nữ tiết trinh rạng rỡ ngàn thu, đồng ý, nhưng nhất định không phải của giáng sinh. Giáng sinh vốn không ưa làm danh nhân, tính lại càng ghét anh hùng." Chợt Sơn Ca nheo mắt nhìn ông già: "Lão trưởng có biết tại sao hôm qua giáng sinh lại xin tha cho lão trưởng không? Lão trưởng thử đoán xem." Ông già: "Ta nghe nhà ngươi cứ nói." Sơn Ca:
Chính bởi giảng sinh biết chắc lão trưởng đang mong đợi được chết. Vì đằng nào chả chết có phải không lão trưởng? Vậy thì mượn một lưỡi dao mông cổ mà chết. Đối với lão trưởng tuổi hạt đã cao rồi, tinh kỹ cũng không thiệt may, mà chắc chắn lại chiếm được một chỗ ngồi thoải mái trong lịch sử. Ông già, nhà ngươi không được ngạo mạn. Sơn ca, sự thật mất lòng lão trưởng không muốn nghe nữa sao? Yên lặng. Cũng vì thế mà giáng sinh đã xin tha cho lão trưởng. Giáng sinh chỉ sợ lịch sử lại phải ghi thêm tên tuổi một vị anh hùng, một vị lão anh hùng. Một lát, thương thay cho quân Mông Cổ tự nhiên lặn lội đến đây, đâm đâm chém chém, chỉ để làm giàu cho lịch sử thiên hạ. Ông già, nhà ngươi đã phỉ báng tất cả, vậy cứ sống như nhà ngươi mới là đáng sống hay sao? Sơn ca, không có cuộc sống nào đáng sống cả. Lỡ sống thì đành chấp nhận cuộc sống, nhưng phải tìm lấy một cái sống riêng biệt cho mình. Sống anh hùng, sống liệt nữ cũng là những cái sống. Kẻ hậu sinh này đâu có ý phỉ báng gì ai. Ông già, thế còn cái sống riêng biệt của nhà ngươi thì sao? Sơn ca, tìm mọi cơ hội để chứng tỏ là mình sống, rằng mình làm chủ được cuộc sống của mình. Giáng sinh không có tài bạc chơ, giáng sinh không muốn làm một thứ tượng đất đúc khuôn, dấu là khuôn vàng. Ông già, ta chỉ thương hại cổ giả trường, thật là vô phúc mới có một đứa em như nhà ngươi. Sơn ca, à, cổ giả trường, người anh cương mẫu của ta, đó cũng là một thứ khuôn vàng thước ngọc, đó là một vị anh hùng. Ông già, nhà ngươi không được phép nhạo báng. Cổ giả trưởng không còn là anh của nhà ngươi nữa. Sơn ca, thưa lão trưởng, giáng sinh đâu có ý tham lam giữ riêng cổ giả trưởng làm cố gia bảo. Xin lòng trọng trao vị anh hùng đó cho lịch sử. Yên lặng. Ông già, bây giờ thì ta cho nhà ngươi biết rõ đầu đuôi câu chuyện. Câu chuyện có liên lạc mật thiết với số phận cổ giả trưởng, số phận của dân tộc Tây Hạ, số phận của ta, của nhà ngươi. Sơn ca, xin lão trưởng hãy để số phận của kẻ hậu sinh này ra ngoài câu chuyện. Ông già, không thể được. Dù muốn hay không, nhà ngươi cũng phải giữ vào câu chuyện. Thái tử Tây Hạ đã đầu hàng Mông Cổ, cổ giả trường đã đâm chết thái tử. Ông già chờ đợi một phản ứng nơi Sơn ca. Người trẻ tuổi vẫn bình thản. Sơn ca, vậy có liên can gì đến giáng sinh? Ông già ngập ngừng. Giả thử như nhà ngươi biết nơi sào huyệt của cổ giả trường. Sơn ca, lão trưởng dài lời vô ích, tại sao lại phải giả thử? Ông già, vậy ra. Sơn ca, đồn. Ông già, Sơn ca, ta xin nhà ngươi một điều, thay mặt cho toàn dân, ta diễn ra tất cả cái gì mà nhà ngươi còn gọi là thiêng liêng ở cuộc đời này. Sơn ca, chẳng hạn. Ông già, anh hồn của thân phủ nhà ngươi, bản cũ của ta. Sơn ca, hãy để cho người chết yên nghỉ. Ông già, tổ quốc. Sơn ca, vua Tây Hạ, thái tử Tây Hạ. Ông già, tình bạn. Sơn ca, ta không có bạn. Ông già, tình yêu. Sơn ca, lão trưởng biết gì mà nói đến tình yêu? Lão trưởng già rồi. Lão trưởng muốn gì? Trong bóng đêm bắt đầu xuống, một ngọn bạch lạp lấp loè, Dương Băng xuất hiện, đứng sững ở cửa lều. Nhưng cả Sơn ca và ông già đều không trông thấy Dương Băng. Ông già, ta chỉ xin nhà ngươi đừng tiết lộ nơi sào huyệt cổ giả trường. Sơn ca, lão trưởng không biết đây là một cơ hội may mắn cho ta. Lão trưởng đừng nói nữa, việc này là việc riêng của ta. Dương Băng, ông già, Sơn ca. Dương Băng tiến vào. Đó cũng là công việc của ta nữa. Ông già, đại tướng Dương Băng, trời hại dân Tây Hạ rồi. Dương Băng đặt ngọn bạch lạp xuống bàn, quay lại nhìn hai người. Dương Băng chỉ Sơn ca, nhà ngươi là Sơn ca, em ruột của cổ giả trường. Sơn ca, ta là Sơn ca, thế là đủ. Dương Băng, ta không muốn phí thời giờ vô ích. Vậy hãy nghe ta hỏi, nhà ngươi biết rõ nơi sào huyệt cổ giả trường? Sơn ca, nếu ta trả lời là không biết. Dương Băng, đừng lao,
Ta vừa nghe chính miệng nhà ngươi nói ra, chối cãi làm gì vô ích. Sơn ca, vậy này ngươi hỏi làm gì nữa? Ta biết. Ông già giọng run lên vì cảm xúc. Sơn ca, nhà ngươi không có quyền tiết lộ. Sơn ca, lão trưởng cho là ta không có quyền. Dương Bân, nhà ngươi phải nói. Sơn ca, còn nhà ngươi thì lấy bắt ta nói. Một đàn thì nào quốc gia, dân tộc, nào là tổ quốc, hy sinh, nào là quá khứ, lịch sử. Còn một đàn thì gươm sắc, giáo dài, thật là trên đè, dưới búa. Ông già, người Tây Hạ sẽ đời đời quyền rủa nhà ngươi. Dương Bân, ta sẽ lấy đầu nhà ngươi. Sơn ca, ghê quá nhỉ, ta biết làm sao để vừa lòng cả hai người bây giờ. Ông già, nhà ngươi phải chọn. Sơn ca, tất nhiên, nhưng ta không đầu hàng. Với Dương Bân, ta thấy ở đây có một người thừa, nói chuyện tay ba tuy vui nhưng không đi đến đâu cả. Ông già, ta tiếc rằng không được chết ngay hôm nay. Dương Bân, bây giờ mới là đúng lúc, có phải không Sơn ca? Sơn ca, ta không có ý kiến. Dương Bân, đại hãn cho ta toàn quyền hành động. Ông già, vậy nhà ngươi còn đợi gì nữa? Dương Bân cầm dùi đánh mạnh một tiếng vào chiếc kiển. Ông già bình tĩnh quay lại phía Sơn ca. Nhà ngươi đã mãn nguyện chưa? Sơn ca, chưa, vì mới xong keo đầu. Dương Bân, ông già, Sơn ca, tên quân hầu. Tên quân hầu vào, Dương Bân rút kiếm ném mạnh xuống đất, rồi chỉ ông già tại hạ. Tên quân hầu, tuân lệnh. Ông già với Sơn ca, ta mong rằng cái chết của ta sẽ cảnh tỉnh nhà ngươi. Sơn ca, một cái chết rất anh hùng, cầu được ước thay, lão trưởng thật là tốt số, xin kinh biệt lão trưởng. Tên quân hầu tiến về phía ông già. Ông già đường hoàng đi ra. Một lát sau, ở đằng xa vẳng một tiếng hồi trống dồn dập, chấm dứt bằng một tiếng trống cái khô khan. Sơn ca, Dương Bân. Sơn ca, lịch sử dân tộc Tây Hạ ghi thêm một cái chết cô quốc, ta cảm ơn nhà ngươi. Tên quân hầu vào dâng kiếm. Dương Bân cầm lấy kiếm. Tên quân hầu ra. Dương Bân, bây giờ thì chỉ còn có ta và nhà ngươi. Nhà ngươi nghĩ sao? Sơn ca, ta nghĩ rằng cái bộ mặt của nhà ngươi không đáng thương một chút nào cả. Dương Bân vuốt nhẹ lưỡi kiếm. Nhưng kiếm của ta sắc, chúng ta nên nói chuyện hòa nhã thì hơn. Sơn ca, nói chuyện với nhà ngươi, hãy gọi đích thân Thành Các Tư Hãn ra đây. Dương Bân điềm tĩnh đi lại trước tấm rèm châu, muôn tâu đại hãn. Sơn ca, Dương Bân thêm Thành Các Tư Hãn. Tấm rèm dán lên, Thành Các Tư Hãn đứng đó là tự bao giờ. Rồi đại hãn bước ra ngồi lên ngay. Thành Các Tư Hãn với Dương Bân, lĩnh tuần tiếu. Dương Bân, cũng như đêm qua, đúng canh một thì năm đại đội sẽ lên đường. Thành Các Tư Hãn, ai chỉ huy? Dương Bân, thúc bột đào. Thành Các Tư Hãn, còn 5.000 tên dân Tây Hạ. Dương Bân, thưa, vẫn còn giam dưới trại, đợi lệnh đại hãn. Thành Các Tư Hãn, được. Đại tướng có thể rút lui. Dương Bân ra, trong yên lặng, Thành Các Tư Hãn và Sơn ca chăm chú nhìn nhau. Một lát sau, chắc bây giờ thì nhà ngươi hiểu rõ tại sao lại được gặp tên già Tây Hạ. Sơn ca vẫn chăm chú nhìn Thành Các Tư Hãn. Thế ra nhà ngươi là Thành Các Tư Hãn. Thành Các Tư Hãn, nhưng đã rất khoan hồng đối với những kẻ phục tùng. Sơn ca, ta không phải là người phục tùng. Nhà ngươi cũng thừa biết như vậy. Vậy thì đừng do, hãy nói chuyện đúng đắn. Thành Các Tư Hãn, ta không bao giờ dò hảo. Sơn ca, nói tóm lại, ta biết một điều bí mật, nhà ngươi cũng muốn biết điều đó. Thành Các Tư Hãn, đúng. Sơn ca, đó là một điều bí mật quan trọng. Thành Các Tư Hãn, nhưng không phải là vô giá, nhà ngươi muốn mặc cả ư? Ta thuận trả một giá rất đắt. Sơn ca, hơ, bao nhiêu? Thành Các Tư Hãn, kiệp sống của nhà ngươi. Sơn ca, chưa đủ. Lúc nãy đã có người đặt gia bằng một mớ danh từ kha quyên rũ, chẳng hạn như tổ quốc, dân tộc. Ta không mặc cả, ta đã khước từ. Hơn nữa, ta đã đẩy người đó vào cái chết để khỏi bị ràng buộc.
để có thể ung dung nói chuyện với nhà ngươi. Nhưng đến bây giờ thì lại khác. Hành Các Tư Hãn, nhà ngươi không nói. Sơn Ca cũng chưa chắc. Hành Các Tư Hãn, Sơn Ca, ta đã nghe rõ đầu đuôi câu chuyện. Nhà ngươi không giống những người ta đã gặp. Nhà ngươi còn trẻ, nhưng ngươi muốn gì? Ta cho phép nhà ngươi suy nghĩ. Cầm dùi đánh lên một tiếng kiển, tên quân hầu vào, rấu tên quân hầu ra. Tuyệt nơi đây rơi suốt ngày đêm, thỉnh thoảng cũng nên uống một chút cho ấm bụng. Tên quân hầu vào dâng lên một bình rượu, đại hãn rót rượu rồi đưa cho Sơn Ca một bát. Uống đi, nhà ngươi không giống ai cả. Hai người nâng bát, rượu nguyền Trung Nguyên, thổ dân miền đó cởi ngựa tuy thua người Mông Cổ, nhưng biết cách nấu rượu, men ấm và nồng như hơi thở mỹ nhân. Nhìn Sơn Ca gật gù. Nhà ngươi bao nhiêu tuổi? Sơn Ca, ta chưa đến 20 tuổi, nhưng ta già hơn người Mông Cổ, các ngươi không có quá khứ. Thành Các Tư Hãn, ta không hiểu nhà ngươi nói gì, nhưng cũng không sao. Nhà ngươi đã yêu ai bao giờ chưa? Sơn Ca, yêu là yêu nhau, hiện thời ta chỉ nghĩ đến ta. Thành Các Tư Hãn, đúng, dòng ta. Sơn Ca, ta hiểu. Thành Các Tư Hãn, chưa ai nói với ta những điều như vậy. Tự nhiên ta thấy thanh thản trong lòng, ta không biết ta đang nghĩ gì. Sơn Ca, một người đàn bà, một anh lỡ bếp rung sinh, một dải mây trắng dắt dẻo ngang đèo, một thoang gió lọt kẻ lều, một đàn cù trăng nõn, một cánh đồng cỏ mọc mượt xanh, một tiên sao một đồng. Thành Các Tư Hãn nhìn lơ đãng vào khoảng không. Cách đây đã lâu, hồi ta còn nhỏ, ta vẫn thường hát một bài. Một bài ca một đồng. Rồi bất ngờ Thành Các Tư Hãn cất tiếng hát. Y nhạc hồn nhiên của bài một đồng không hợp với một giọng già nua. Tiếng hát ngượng nghịu ngập ngừng rồi im bặt. Sơn Ca ngặt nghẽo cười. Đại hãn quắt mắt nhìn Sơn Ca rồi cũng cất tiếng cười gian. Ho 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 ho. Vào lúc đó, Sơn Ca, Thành Các Tư Hãn thêm Dương Bân, tiếng lính canh, đại tướng Dương Bân. Tiếng hô làm Thành Các Tư Hãn và Sơn Ca sực tỉnh, phục cảm thông chấm dứt. Thành Các Tư Hãn, cho vào. Dương Bân vội vã đi vào, dáng điệu hốt hoảng. Dương Bân, muốn tâu đại hãn. Rồi im bặt nhìn Sơn Ca. Thành Các Tư Hãn, đại tướng cứ nói. Dương Bân tiến lên sát ngài, rồi ghé đầu thì thầm. Người ta vừa kịp nhận thấy đại hãn biến sắc, thì bát rượu nơi tay đại hãn đã bị dán vỡ tan tành trên mặt đất. Thúc bột đào. Dương Bân, muốn tâu đại hãn. Thúc bột đào. Yên lặng nặng chịu không khí gian liều. Một lát sau, Thành Các Tư Hãn, ta không hiểu, ta vẫn chưa hiểu. Đại tướng nhắc lại ta nghe. Đại tướng cứ nói to lên. Dương Bân, muốn tâu đại hãn. Năm đại đội sửa soạn lên đường tuần tiễu, nhưng đến giờ khởi hành thì thần mới được tin Diên Tân chỉ huy. Thành Các Tư Hãn, thuốc bột đào. Dương Bân, thuốc bột đào đã một mình rời trại giữa giờ dậu. Thành Các Tư Hãn, nhưng vì cớ gì ta đãi hắn không hậu? Hắn đi đâu? Dương Bân, hắn chưa kịp đi xa. Thành Các Tư Hãn, bây giờ đã quá canh một. Dương Bân, canh một vừa qua, nếu đại hãn cho phép, thần sẽ xin đích thân. Thành Các Tư Hãn, cùng với một đại đội, liệu có đủ không đại tướng? Dương Bân, nếu chỉ để diệt một tên phản bội thì quá thừa. Thành Các Tư Hãn, bạc xong. Dương Bân, như vậy thì một đại đội là vừa. Thành Các Tư Hãn, năm đại đội tuần tiểu cũng lập tức phải lên đường. Đại tướng hãy tìm một người khác thay thế thuốc bột đào. Tuần tiểu suốt đêm nay. Dương Bân, tuân lệnh. Dương Bân ra, rồi tiếng người tiếng ngựa gian dỗi. Đoàn quân lên đường, Thành Các Tư Hãn vẫn trầm ngâm trên ngai. Một lúc sau, giọng đại hãn đều đều cất lên. Đại hãn nói một mình, như quên hẳn Sơn Ca từ lúc nãy vẫn đứng yên một góc. Thành Các Tư Hãn, thuốc bột đào, tên kiện tương Mông Cổ, nhưng tại sao? Con ta còn đuôi y phản, ta trách sao được người ngoài? Tàn xã đã bắt đầu rồi chăng? Sau này dân ta, ai sẽ thay ta? Trục xích,
chậm quá rồi. Ta phải sống, ta phải sống mãi mãi. À, còn nhà ngươi, Sơn Ca, ta vẫn đứng đây. Thành Cát Tư Hãn như nhớ ra. Cổ Giả Trường, ta quên bẵng mất câu chuyện giữa ta và nhà ngươi. Sơn Ca, nhà ngươi hát. Thành Cát Tư Hãn, ta hát. À, phải, một bài ca một đồng. Sơn Ca, một dáng đàn bà nồng nàn như một chiếc men. Thành Cát Tư Hãn, hết rồi, xa rồi. Bây giờ là nhà ngươi, Sơn Ca. Bây giờ là Cổ Giả Trường. Sơn Ca và thúc bột đào. Giữa lúc đó, tiếng lính canh. Đại tướng Dương Bân. Thành Cát Tư Hãn cho vào với Sơn Ca. Nhà ngươi nói đúng, còn thúc bột đào. Dương Bân vào, cúi đầu thi lễ. Đại hãn quay lại phía Dương Bân. Thế nào đại tướng, thúc bột đào? Dương Bân, môn tâu đại hãn thúc bột đào đang đợi lệnh. Thành Cát Tư Hãn, Dương Bân giỏi thay, thật không hổ danh đại tướng Mông Cổ. Nhưng sao lại nhanh thế? Dương Bân, thần vừa ra khỏi trại thì đã gặp hắn. Hắn tự ý quay về. Đại hãn nhắm mắt suy nghĩ, rồi cầm dùi đánh lên một tiếng kiển. Tên quân hầu, dạ. Thành Cát Tư Hãn, thúc bột đào.